Dịch viêm đường hô hấp cấp đang diễn biến phức tạp. Tổng giám đốc WHO công bố đại dịch toàn cầu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch COVID-19 trên phạm vi toàn quốc. Đóng cửa và ở yên trong nhà là mệnh lệnh. Khoảng 90.000 bác sĩ, 125.000 điều dưỡng cả nước được điều động. Dịch COVID-19 của Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận là thực hiện rất tốt. Thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã nghiêm túc cách ly toàn xã hội. Đã có 11 ca. Hai bệnh nhân mắc COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh được ra viện. 55 người đã được công bố khỏi bệnh. Những nỗ lực của các y bác sĩ cũng đã góp phần chặn đứng việc dịch bệnh lây lan. Chúng tôi thực sự biết ơn sự bình yên từ những hy sinh, cảm ơn những chiến binh thầm lặng. Đất nước chúng ta đang ở trong giai đoạn chống dịch COVID-19 quyết liệt. Khi tất cả chúng ta đang được ở nhà, thì ở tuyến đầu chống dịch, tất cả các y bác sĩ đều phải xa gia đình. Không thể nào cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh các chiến sĩ ăn bờ ngủ bụi. Họ phải nằm trên những chiếc chiếu, tranh thủ chập mắt trong giây lát. Những hình ảnh các chiến sĩ mền trời, chiếu đất đã có được hậu phương bình an cho chúng ta. Đội ngũ y bác sĩ ở ngoài kia đang hy sinh thức ngày thức đêm để chăm sóc tất cả những bệnh nhân, chống chọi cùng với những người bệnh trong cự ly gần nhất. Bản thân Vân sẽ ở nhà, không đi đâu là mình đã yêu nước và mình yêu những thiên thần áo trắng rồi. Những y bác sĩ, những chiến sĩ ở tuyến đầu đã làm việc rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhất. Những giọt nước mắt vỡ òa khi cái số ca được khỏi bệnh đã được công bố. Hèn vô cùng tự hào và vô cùng hạnh phúc. Hèn xin cảm ơn từ sự cố gắng, sự chịu áp lực của tất cả những người đang cống hiến. Vẫn luôn mang tinh thần chống dịch như chống giặc vì sức khỏe chung của cộng đồng. Luôn bảo vệ cho tổ quốc. Vô cùng biết ơn trước những hành động cũng như là tinh thần trách nhiệm đáng ghi nhận của những y bác sĩ, những nhà lãnh đạo, các ban ngành. Thì chính Võ Hoàng Yến là người đã từng chứng kiến tất cả những hành động và nghĩa cử cao đẹp. Đội ngũ y tế của chúng ta đã hoạt động thật sự tuyệt vời. Họ là những anh hùng. Thank you heroes. Cảm ơn những chiến binh thầm lặng. 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 Sâu dưới má, đôi vài nụ cười quý giá, những ngón tay đang sưng phồng, cố giữ cơn mơ tươi hồng. Một vài tuần là bao lâu, còn nhiều điều ai có thấu. Đã bấy lâu đang quấn chặt những thứ che đi gương mặt. Cùng chiếc áo giáp mong manh màu xanh, chẳng được một giấc mơ. Tìm của ta.
đã thấy được sự đồng lòng, kiên nhẫn và đoàn kết trong tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh để có thể vượt qua được đại dịch lần này. Toàn dân đều đang ở nhà và cùng đồng lòng ủng hộ. Nó như một cuộc chiến thời hiện đại. Có lẽ những lời cảm ơn thôi là không đủ để có thể nói lên sự biết ơn của chúng. Vô cùng thán phục. Họ chính là những người anh hùng vô cùng can đảm. Linh hy vọng rằng các bác sĩ sẽ có thật nhiều sức khỏe. Một điều tốt đẹp nhất, thật vững tin và có nhiều bình an. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe, tinh thần lạc quan, bảo vệ an toàn của chính bản thân mình. Mong và tất cả chúng ta cùng nhau đoàn kết, nhanh chóng chiến thắng đại dịch, sớm đoàn tụ gia đình và được nghỉ ngơi. Mọi khó khăn hiện tại đều sẽ qua đi. Cùng nhau chung tay để đẩy lùi dịch bệnh nhé. Chúng tôi luôn luôn sát cánh bên các bạn. Cố lên nhé mọi người. Và giữ vững tinh thần tích cực và lạc quan nhé. Sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Tin để chúng ta có thể vượt qua. Và chúng ta sẽ chiến thắng, bởi vì chúng ta là Việt Nam. Dân tộc Việt Nam đồng lòng, quyết tâm chiến thắng. Việt Nam cố lên. Chúng tôi thật sự biết ơn sự bình yên, những ai đang hy sinh thầm lặng. Và cảm ơn tất cả mọi người. Tri ân vì tất cả. Cảm ơn những chiến binh thầm lặng. Thank you. Thank you for saving.